Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay ngành y tế phối hợp với các quận huyện bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Ngũ Hành Sơn. Để đảm bảo tiêm chủng mũi 3 cho người dân đã tiêm đủ 2 mũi từ ngày 30 tháng 9 trở về trước, cũng như tiêm phép mũi 2 cho người dân, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành rà soát lên danh sách để thông báo người dân đến tiêm. Qua cái đợt dịch lần này thấy rất là nguy hiểm thì người dân cũng có phần lo lắng, nhưng mà được nhà nước quan tâm tiếp tục tiêm mũi 3 bổ sung thì hầu hết người dân, đặc biệt như chúng tôi, bản thân tôi thấy rất là phấn khởi và cũng rất là có cảm xúc suy nghĩ về nhà nước mình rất quan tâm đến đời sống người dân. Trong gần 3.200 trường hợp tiêm chủng đợt này thì còn hết gần 1.700 người tiêm mũi 3 và 1.500 người tiêm phép mũi 2 với loại vaccine AstraZeneca. Tại điểm tiêm chủng, quận bố trí quy trình tiêm chủng một chiều, đảm bảo quy định về giãn cách giữa các bàn vị trí tiêm chủng. Đoàn viên thanh niên là sẽ hỗ trợ việc khai báo y tế để xác định được là người tiêm đã tới điểm tiêm đúng ngày hôm nay hay không. Thứ hai đó là hướng dẫn đi theo luồng. Mỗi luồng thì vào đúng vị trí, không có ngồi quá gần nhau hoặc là đứng nói chuyện quá gần với nhau. Sau khi chuyển trạng thái thích ứng, đến nay, quận Ngũ Hành Sơn đã ghi nhận 258 ca mắc COVID-19 và những ngày gần đây, tình hình dịch trên địa bàn đang chuyển biến phức tạp. Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 sẽ là giải pháp hữu hiệu để góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.